Một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trọng kính Đức Cha Giáo Phật, quý Đức Cha, quý cha trong ngoài Giáo Phật, quý nam nữ tu sĩ, quý khách hành hương và toàn thể cộng đồng dân. Năm thánh sắp kết thúc và trước hành hương ra viếng đền thánh, con thay mặt cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hạt xin tri ân Đức Cha Giáo Phận, quý Đức cha, quý nam nữ trong ngoài Giáo Phận, quý khách hành hương đã về mừng kính bốn thánh tử đạo Hải Dương và tham dự thánh lễ khai mạc năm thánh hôm nay. Chúng con ước mong ngày 19 tháng 6 năm 2020 sắp tới là ngày các ngài được tôn phong lên bậc hiển thánh, cũng là dịp kỷ niệm 150 năm thành lập giáo xứ Hải Dương. Chúng con lại được vinh dự đón tiếp quý Đức cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách hành hương và toàn thể cộng đoàn. Trong việc tổ chức và đón tiếp hôm nay, nếu có điều gì thiếu sót, chúng con xin được lượng thứ. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng cảm tạ. Giáo phận Hải Phòng một lần nữa đặc biệt cảm ơn quý Đức Cha. Trong ngày hôm nay, quý Đức Cha đã đến với chúng con để bày tỏ tình hiệp thông. Quý Đức Cha đến với chúng con nói lên tâm tình yêu mến của giáo phận Hải Phòng
và đồng thời cũng để tôn vinh các thánh tử đạo tại Hải Dương là và nhân dịp khai mạc năm thánh, quý Đức Cha đem cho chúng con niềm vui và ân sủng đến từ Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các thánh tử đạo. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Đức Cha. Đặc biệt chúng con cảm ơn cha cố Vicente Bùi Đức Sinh là chứng nhân của Giáo hội Việt Nam, nói lịch sử Giáo hội Việt Nam nói chung và đặc biệt người là chứng nhân của Giáo xứ Hải Dương và Giáo phận Hải Phòng. Ngài đã từng sống ở Hải Dương, đã giúp lễ và đã sống một thời gian dài ở nhà tràng tập An Ninh Hải Dương. Và bây giờ Ngài vẫn luôn luôn là một nhân chứng sống động về một thời phồn thịnh của Giáo hội miền Bắc trước năm 1954. Chúng con cảm ơn cha đã nhận lời mời của chúng con về đây để cùng chia sẻ niềm vui với giáo phận và giáo xứ Hải Dương. Chúng ta cùng cảm ơn Ngài. Xin đặc biệt cảm ơn cha Giuse Dương Hữu Tình, cha chính xứ Hải Dương và cha quản hạt Hải Dương Hưng Yên cùng với các cha phụ tá. Cha là người đầu tiên đã có nguyện vọng tha thiết mong ước được mở năm thánh nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này. Và để có được ngày hôm nay, cha đã đầu tư nhiều thời gian trí tuệ cùng với ban chánh chương ban hành giáo để chuẩn bị công phu trong việc chữa lại nhà thờ cũng như thành lập ban tổ chức và những sinh hoạt có liên quan tới ngày hành hương hàng năm. Nhưng năm nay ngày hành hương ấy mang một ý nghĩa đặc biệt bởi vì hôm nay là ngày khai mạc năm thánh kính các thánh tử đạo Hải Dương. Xin cảm ơn và chúc mừng cha. Vâng, cảm ơn tất cả các cha cũng như quý ông bà anh chị em trong giáo phận, ngoài giáo phận, quý ông bà anh chị em đến từ giáo xứ Trà Vi, quê hương của Thánh Khang, cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em không cùng tôn giáo với chúng tôi, nhưng hôm nay tất cả chúng ta cùng một trái tim, một tấm lòng, một tâm hồn, một lời ngợi khen để tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta cùng chào nhau bằng một tràng pháo tay. Kính thưa cộng đoàn, theo ơn rộng của Đức Thánh Cha, khi chúng ta mở năm thánh tại nhà thờ Hải Dương này, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ngày nào, nếu chúng ta đến tham dự một nghi thức phụng vụ thì chúng ta được ơn toàn xá. Tuy vậy, để thuận tiện trong việc tổ chức, cha xứ Hải Dương đã có chương trình của những ngày hành hương trong năm nay, tức là từ ngày hôm nay cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. Vì thế xin các cha hướng dẫn cho giáo dân của mình và liên lạc với cha chính xứ Hải Dương để những ngày hành hương của chúng ta được tổ chức một cách có hiệu quả nhằm góp phần củng cố đức tin của cộng đoàn dân Chúa. Một lần nữa, xin chúng con xin kính chúc quý Đức Cha, kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em luôn luôn mạnh khỏe, bình an, tràn đầy ơn Chúa nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Hải Dương. Xin cảm ơn. Và giờ đây, với ơn vọng của Đức Thánh Cha vị chủ trăm giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta cùng đứng lên để lĩnh nhận ơn toàn xá. Chúng ta cùng giữ một vài giây lát lắng đọng tâm hồn để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm cho chúng ta. Xin nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và lời cầu bầu của các thánh tử đạo cho chúng ta được lĩnh ơn toàn xá trong giờ này. Và những ai đã xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, giờ đây chúng ta cùng sốt sáng để xin Chúa ban cho chúng ta được ơn tha tội. Kính xin quý Đức Cha cùng đồng ban tất lành. Kinh lạy các thánh tử đạo Hải Dương, xưa đã can đảm hy sinh làm chứng cho Chúa bằng cả cuộc đời. Tôn nhan Thiên Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng Chúa. Ơn phụ trợ là đấng bao vây trời ơn và thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ đã xong, chúc anh chị đi bằng an.